Rồi lại chào mừng cả nhà mình quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào một clip mới nhất. Hôm nay là ngày 30. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 cả nhà ha. Thì đến với clip buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được một vài sản phẩm rất là hay. Quay lên để gửi đến cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like nha. Ngón tay đưa lên phía bên tay trái màn hình của mình ha. Đó, bạn nào chưa đăng ký kênh nhấp vô một đăng ký giúp em nha. Đăng ký giúp em ha. Để hàng ngày lên những sản phẩm tiếp theo thì các bạn cũng có thể xem được nha. Thứ mình có hai yếu tố, một là đăng ký kênh, hai là like những đoạn video em đăng lên ha. Thì mai mốt tự động YouTube nó sẽ đề xuất cho mình xem các video tiếp theo nha. Thì chỗ em thì rất là nhiều sản phẩm, một trong những hai ngày thì không thể nào quay hết các sản phẩm để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Thì nhớ đăng ký kênh giúp em nha, like những đoạn video thì sẽ thấy những đoạn video tiếp theo nha cả nhà mình ha. Rồi đến với buổi trưa ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều sản phẩm hay đây. Hôm nay là có nồi đồng nha, nồi đồng, cân đồng, chiên đồng nha, một bộ bàn đồng của Pháp, và bên cạnh đó là một cái máy hát lo kèn của Mỹ của hãng Victor, sẽ có trực tiếp trong video ngày hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình. Rồi sau đây là em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình xem chi tiết từng sản phẩm sẽ có ngày hôm nay nha. Rồi mã số 1 đầu tiên là giới thiệu cả nhà mình một cái máy hát lo kèn ha, một cái máy hát lo kèn hiệu Victor nha, một những sản phẩm rất là hay ha. Một cái máy hát lo kèn hiệu Victor đây, hình ảnh là chú chó nha. Đó, hình ảnh là chú chó này cả nhà mình thấy ha. Hình ảnh là chú chó đưa cái đầu vô máy hát lo kèn. Đây rất là hay nha. Máy này là mình lên code. Đây cả nhà mình xem ha, mình lên code phía bên tay bên đây nè. Có cái chỗ để lên code nha, lên code ha. Lên code xong. Rồi mình nó có cái cần gạt bên đây. Đó, gạt ha. Gạt xong mình đặt cái kim vào nha. Rồi mình muốn tắt mình kéo cần gạt này qua, kéo thì tắt thì kéo cần gạt nó qua ha. Máy hát đĩa than, máy hát lo kèn hiệu Victor của Mỹ giúp em ha. Và đây là mã số 1 trong ngày hôm nay, và mã số 1 này thì sẽ có giá giao lưu với cả nhà mình ha. Mã số 1, một cái máy hát lo kèn hiệu Victor của Mỹ, còn rất là đẹp như cả nhà mình ha. Và mã số 1 có giá giao lưu mình là 11 triệu đồng nha, 11 triệu đồng mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình trong một video ngày hôm nay ha. Và tiếp theo mã số 2 thì không thể nào bỏ qua được một những sản phẩm rất là hay. Nguyên một bộ bàn đồng này nha, một bộ này nặng là gần 80 kg em ha, nặng gần 80 kg nha, một cái tích rất là hay nha. Cái tích là nho, thì Pháp thì nổi tiếng với những vườn nho nha, ruộng nho ha. Thì đây được xem là một những bộ bàn rất là hay nha, cái tích là nho, và đường kính bề ngang là tầm khoảng là cái mặt bàn là tầm khoảng 68 cm, một con số rất là hay nha, 68 ha, 68 lọc phát. Rồi tiếp theo là một cái mặt ghế ha, mặt ghế là đo cho mình xem, mặt ghế là tầm khoảng là 34 cm. Rồi chiều cao của ghế này mình cùng xem ha, khoảng là 83 cm. Rồi chiều cao của cái bộ bàn tầm khoảng 73 cm nha. Đây là mã số 2 trong video hôm nay. Một bộ này về trọng lượng á, trọng lượng thì tại gần 80 kg nha cả nhà ha, gần 80 kg với em nha. Thì bộ này thì hôm nay có giá giao lưu với mình ha, bộ này là 45 triệu đồng nha, 45 triệu đồng. Và bên em đã hỗ trợ luôn phí vận chuyển toàn quốc cho mình ha. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì sẽ làm có thể liên hệ trực tiếp lại với em nha. Vận chuyển toàn quốc cho một bộ như thế này ha. Cái tích là nho. Phân 1916 ha, một bộ bàn này nặng gần 80 kg nha. Đây là mã số 2. Và tiếp theo mã số 3 thì không thể nào bỏ qua được. Nếu mà có bộ bàn rồi thì không thể bỏ qua cặp đôn này nha. Một cặp đôn đồng của Pháp luôn ha. Rồi cặp đôn này về trọng lượng là tầm khoảng 26 kg nha. Để em lấy cái máy hát lò kèn qua quay cho mình xem luôn ha. Rồi mã này mã số 3 trong ngày hôm nay nha. Một bộ cặp đôn đồng ha. Về chiều cao cặp đôn đồng này khoảng là chiều cao là khoảng 70, gần 75 nha cả nhà nha. Đôn đồng mặt đá. Rồi đường kính mặt đá tự nhiên ha. Đá này đá tự nhiên giúp em nha. Khoảng là 30 bề mặt đá là tầm khoảng 38 39 cm ha. Một con số thần tài luôn nha, 30 39 ha. Rồi hình ảnh là bộm Pháp này cả nhà mình xem ha, những cái mặt bộm Pháp rất là đẹp. Về trọng lượng của cặp này luôn đá luôn tầm khoảng là 26 kg ha. Và cặp này là mã số 3 trong video hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Và mã số 3 này thì có giá giao lưu mình là 14 triệu đồng cho một cặp đôn đồng của Pháp của ngày hôm nay nha. Đây là mã số 3 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình trong video ngày hôm nay ha. Đây là mã số 3. Rồi thứ hai mã số 4. Mã số 4 thì hôm nay là cũng có về được, ngoài các sản phẩm lớn ra thì hôm nay cũng có được một số sản phẩm nhỏ để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay luôn nha.
hôm nay là có cồng chiên Tây Nguyên nè, rồi bên cạnh đó là cũng có một số mẫu tượng đồng rất đẹp để giới thiệu giao lưu cùng mình ha. Rồi tiếp theo mã số 4 em giới thiệu cả nhà mình nè. Đây cả nhà xem ha, đây là một cái chiên cồng, cái cồng của người dân tộc Tây Nguyên ha. Và cái này á, về trọng lượng á, tầm khoảng là một ký tư như thế nào ha. Và gõ rất là vang nha, mình lấy cây gõ cho mình xem luôn ha. Nó khoảng một ký tư thôi. Rồi đây đường kính ha, đường kính bề ngang tầm khoảng là đường kính bề ngang tầm khoảng là 34 cm ha, gõ rất là vang. Đây mình cũng xem nha. Hôm nay thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình ha, một cái chiên Tây Nguyên. Một cái chiên này hôm nay là bên em có giá giao lưu với mình là 1.200.000 ha, 1.200.000 cho mã số 4. Rồi tiếp theo ha, cái cồng chứ, tiếp theo cái chiên lớn này. Tiếp theo là mã số 5 của ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình một cái chiên lớn nha. Đây mình xem ha. Chiên này em cân thử trọng lượng nó tầm khoảng là 2,5 kg nha. 2,5 kg mà em thấy chiên này rất là lớn. Cái này hôm nay có giá giao luôn cả nhà 1.800.000 nha. 1.800.000 cho 1.800.000 cho mã số 5 của trong video hôm nay ha. Mã số 5 thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Có cồng, có chiên Tây Nguyên ha. Ở theo mã số 6. Mã số 6 của ngày hôm nay là một cái nồi đồng. Cái nồi này chuẩn xưa luôn nha cả nhà nha. Và trên này nó có mấy cái chấm này. Nồi đồng này 2, 4, 6 chấm ha. Rồi về trọng lượng của cái nồi này em cân thử cho mình xem thử nè, em có cái cân để dưới này ha. Tổng trọng lượng là tầm khoảng là 3,9-4 kg ha. Rồi mình tính ngang to khổng lồ nha. Mình tính ngang tầm khoảng miệng là khoảng 32, rồi chiều cao là khoảng 20 cm nha. Ôm cũng giáp luôn cả nhà xem ha. Đặc biệt nó có những chấm trên đây nè. Và cái nồi đồng ha, đây mặt dưới này. Cái nồi đồng này hôm nay có giá giao lưu với mình ha. Hôm nay em có giá giao lưu mình là 2,5 triệu, đường kính dưới là 47 cm được. Đó, cái nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Ở đây là mã số 6. Có trong video hôm nay nha, mã số 6 ha. Mã số 6 là cái nồi đồng. Mã số 7 trong ngày hôm nay là cũng còn được một cái chiên nữa. Cái chiên này nhỏ hơn chút nha. Mã số 7 là một cái chiên nhỏ hơn. Đây cả nhà xem nha, chiên nhỏ hơn chút ha. Mã số 7. Chiên này ha, chiên này về trọng lượng của cái chiên nhỏ hơn này thì khoảng ký thôi cả nhà mình nha. Và đường kính ngang tầm khoảng là 29 cm. Và cái chiên nhỏ này nha, chiên chuẩn xưa luôn của người dân tộc nè. Cái chiên này hôm nay bên em có giá giao luôn với mình là 1 triệu đồng nha. Triệu đồng cho mã số 7 ha. Rồi tiếp theo mã số 8 là một cặp cháp. Đây một cặp cháp nha, vỗ rất là vang. Đó một cặp cháp chất liệu bằng đồng xưa nha, bao gồm hai cái như thế này, bằng đồng. Đây mình cùng xem ha. Đó, và đường kính của cặp cháp này á thì tầm khoảng là 20-25 cm như cái này ha. Và một cặp cháp như thế này hôm nay có giá giao luôn cả nhà mình hai cái, thế này 1 triệu đồng nha. Triệu đồng cho mã số 8 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà ha. Mã số 8 có trong video ngày hôm nay. Rồi mã số 9 hôm nay có sưu tầm được một cái cây cân rất là đẹp, rất là dày luôn nha. Lâu lâu mới sưu tầm được những cây cân đẹp như thế này, quay lên để gửi đến cả nhà ha. Rất là to đây. Đó, một cái cây cân đồng xưa nha, dây xích đồ rất là dày luôn nè, toàn bộ bằng đồng hết. Em quay gần cho mình xem kỹ cái cân này ha. Đó, ngày xưa là người ta có khắc tên lên chữ thùy trên đây nè. Ngày xưa là có số điện thoại nữa nè. Số điện thoại ngày xưa là hình như là 24 có 6 số nè. Cái dầu. Đó, cây này là cân được 11 kg. Toàn bộ bằng đồng hết nha cả nhà nha. Rất là dày. Cây này hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 1.200.000 nha. Cây cân đồng rất là to, rất là đẹp của ngày hôm nay ha. Đây là mã số 9 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình nha. Mã số 9 ha. Cây này về trọng lượng tầm khoảng là 1,5 kg cả nhà nha. Rồi mã số 10 là một bàn ủi con gà xưa Việt Nam, nặng là về trọng lượng nặng là khoảng cỡ gần 2 kg. Mình xem 2, 4, 6, 7 lỗ. Đó, cái này để em cân thử, nặng là tầm khoảng 2 kg. Cái này có giá giao lưu với mình ha, một cái bàn ủi con gà xưa Việt Nam của mình nha. Cái này thì hôm nay có giá giao lưu với mình là 1 triệu đồng ha. 1 triệu đồng cho mã số 10 có trong video hôm nay. Mã số 10 ha. Rồi mười một là một cái cây cân heo. Đây cân heo, cân đòn gánh, cân heo nha. Đây mình xem ha. Cây này là cân được là, để em coi thử.
110 kg. Đó, nguyên một cái cây cân heo này. Mình xem ha, lâu lâu mới sưu tầm được một cái cây cân heo như thế này để gửi đến mình nha. Cây này về trọng lượng á tầm khoảng 4 kg nha cả nhà nha. Và lâu lâu mới sưu tầm một cây cân heo như thế này. Cây này hôm nay bên em có giá giao luôn với mình là 2 triệu đồng nha cho một cái cây cân heo ha. Bây giờ là hiếm gặp rồi ha. Ngày xưa thì còn lâu lâu còn sưu tầm được mấy cây này, bây giờ hiện tại giờ là ít mua ít có nha. Mà ngồi với trái cân không nặng ký 8. Đó, đây là mã số đây là mã số 11 có trong video ngày hôm nay. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Đây là mã số 11. Và 12 ha. 12 hôm nay là còn được một cái cây tiền nè. Cây tiền tỳ hưu nha, một cái cây tiền có con tỳ hưu trên đây nè. Chất liệu bằng đồng. Cây này về trọng lượng. Về trọng lượng là tầm khoảng là 3,5 kg. Đây mình cùng xem ha, cây tiền tỳ hưu nha. Rất là to. Có con tỳ hưu này. Và chiều cao ha. Chiều cao của nó là tầm khoảng là 30 cm cả nhà nha. Và bề ngang cũng thể là 27. Cái giá giao luôn mình 1.800.000 cho mã số 12. Mã số 12 có trong video ngày hôm nay. Mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình nha. Mã số 12 ha. Rồi 13. 13 hôm nay còn được một cái dĩa ngũ quả, dĩa trái cây. Tổng trọng lượng nó tầm khoảng là 1,8 kg gần 2 kg. Đặc biệt trên đây là nó có cái tích là nho sóc. Đường kính là khoảng là 28 cm ha. Hình ảnh cả nhà mình đang thấy trên một cái dĩa này là ảnh nho sóc nha, những chú sóc, những vườn nho ha. Dĩa ngũ quả. Rồi cái này thì hôm nay là có giá giao lưu với mình một cái dĩa ngũ quả như thế này ha. Dĩa này là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu giùm em cho cái dĩa ngũ quả này ha, tích nho sóc. Đó, đây là mã số 13. Rồi 14. 14 là một cái dĩa ngũ quả ha. 14 giùm em là một cái dĩa ngũ quả to, đường kính là 32 cm và nặng là khoảng là 2,3 kg. Chạm gồng phụng. Đó. Có một cái tích rất là hay nha, gồng phụng ha. Và cái này thì có giá giao lưu mình là 1,5 triệu. 1,5 triệu mà em ha. 1,5 triệu. Cho mã số 14. 14 có trong video hôm nay ha. 14. Rồi 15. 15 là một bộ trà ha. Rồi một bộ trà mang đậm phong cách hoàng gia ha. Đây mình cùng xem nha. Một bộ trà nó bao gồm một bình 6 ly. Và mỗi một cái dĩa được kính những viên đá như thế này. Và cái ly ha, ly được kính những viên đá này. Cung điện hoàng gia nha. Bộ này thì chất liệu bằng hợp kim đồng ha. Đây là mã số 15. Rồi chiều cao của cái bình là rơi vào khoảng 26 cm. Rồi đường kính khay là khoảng là 30. Và cái này có giá giao lưu với mình ha. Có giá giao lưu với mình là 1,5 triệu. Cho mã số 15. 15 có trong video hôm nay. Và mã số 16 là mã số cuối cùng nha. Thì hôm nay giới thiệu cả nhà mình nè. Mã số 16 ha. Mã số 16 là một những tác phẩm cũng rất là hay nha. Hoàng công. Một những gì tướng nổi tiếng nhất thời Tam Quốc ha. Mã số 16. Thì tượng này về trọng lượng là tầm khoảng là 8 kg nha. 8 kg nha. Và chiều cao tổng thể là 45 cm. Đó tới cây đao tầm khoảng là 59 gần 60 nha. Đường kính ngang là 20. Và tượng quan công của ngày hôm nay có giá giao luôn mình là 3,900,000 ha. 3,900,000. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại các nhà vào những video tiếp theo nha. Xem tới đây chưa có đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh giúp em ha. Và có ngón tay, cái ngón nhớ like em một like nha. Để mình còn có cơ hội gặp lại nhau những video tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại.